Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thủy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng nay ở khu vực Hòa Bình, khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi lượng mưa trên 50mm, nhất là khu vực của Hòa Bình 84mm, Bạch Đằng, Cao Bằng 107mm, Nam Sầm, Lạng Sơn 96mm, Quảng Nghiên, Quảng Ninh 71mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Thời gian mưa dông tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong ngày hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ và các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ như là khu vực của Yên Châu, Sơn La 40 độ, Mai Châu, Hòa Bình 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ như là khu vực của Hồi Xuân, Thanh Hóa 39,8 độ, Tương Dương, Nghệ An là 39,5 độ. Từ ngày mai, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và các khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày kia, nắng nóng mới bắt đầu kết thúc ở các khu vực này. Còn với các khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trong ngày hôm nay, nắng nóng đã có đôi chút dịu dần. Với mức nhiệt cao nhất về trưa, chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ ngày mai trở đi, nhiệt độ tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm thêm 1 đến 2 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 33 độ. Nắng nóng cũng sẽ kết thúc ở phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên hai khu vực này sẽ liên tục xuất hiện những cơn mưa rào và mưa dông rải rác, thời gian chủ yếu tập trung vào các buổi chiều và tối. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Còn buổi sáng và trưa, hai khu vực này trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất tại các khu vực Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ, còn với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 35 độ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, khi mưa rào, mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ có thể xuất hiện rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du và ven biển như là các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ cũng có thể sẽ xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại khu vực của Lai Châu, Sơn La, khu vực của Điện Biên, trời vẫn tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ, khu vực vùng núi cao có nơi dưới 23 độ. Ngày mai thứ tư, mưa có xu hướng giảm nhanh, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể sẽ xuất hiện vào buổi sáng tại một số khu vực như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Yên Bái. Cục bộ một số khu vực vùng núi phía Bắc có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Đến trưa chiều, mưa tại các khu vực này sẽ giảm nhanh và trời sẽ hửng nắng. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác cũng sẽ có thể xuất hiện tại một số khu vực như Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Cục bộ một số khu vực như Sơn La,
Hòa Bình có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc như là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, nhiệt độ ở mức cao hơn từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực của Bắc Bộ trời có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực trung du và vùng núi, nhất là các khu vực như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Yên Bái. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào cũng có thể xuất hiện về đêm và rạng sáng tại một số khu vực đồng bằng và ven biển, nhất là khu vực của Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, các khu vực vùng cao có nơi dưới 23 độ. Dự báo những cơn mưa rào và mưa dông cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành của Bắc Bộ cho tới khoảng ngày thứ Bảy. Từ ngày Chủ nhật trở đi thì mưa sẽ giảm nhanh, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện rải rác ở một vài nơi. Từ ngày 29 tháng 5 cho tới khoảng ngày 1 tháng 6, toàn khu vực của Bắc Bộ trời sẽ tạnh ráo và không mưa, ban ngày trời có nắng nhiều trở lại, đồng thời nhiệt độ cũng tăng dần. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế đêm nay trời sẽ có nhiều mây. Mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Khu vực ven biển của Thanh Hóa có thể sẽ xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Thời tiết oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đến buổi chiều và tối mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ có thể xuất hiện tại các khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào cũng có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tập trung chủ yếu tại các khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa rào và mưa dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo những cơn mưa rào và mưa dông có nơi mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác tại một số khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cho tới ngày thứ Bảy. Từ ngày Chủ nhật trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, thì những cơn mưa nhỏ vẫn có thể xuất hiện rải rác trong những ngày sau đó. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 1 tháng 6, một đợt mưa rào và mưa dông mới có thể diễn ra tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ từ ngày thứ 5 trở đi sẽ bắt đầu giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 35 độ, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, đêm nay trời sẽ nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Mưa tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Tây, các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong tối và đêm nay tạnh ráo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa trời tạnh ráo và không mưa, có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Còn với các khu vực của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối, mây dông sẽ phát triển nhanh và sẽ gây mưa rào, mưa dông cho hầu khắp các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cục bộ sẽ có nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông nguy cơ cao sẽ đi kèm với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần phải đề phòng với ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác tại một số các khu vực ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Các khu vực còn lại trời tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào và mưa dông cục bộ có nơi mưa vừa và mưa to diễn ra rải rác tại hầu khắp các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cho tới ngày Chủ nhật. Từ ngày thứ hai tuần tới trở đi, mưa sẽ giảm.
Tuy nhiên, những cơn mưa nhỏ, mưa rào nhẹ vẫn có thể xuất hiện rải rác trong những ngày sau đó. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ Năm, nhiệt độ tại các khu vực từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên bắt đầu giảm từ 2 đến 3 độ. Nắng nóng sẽ bắt đầu kết thúc tại khu vực này. Khu vực Tây Nguyên, trong tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, các khu vực vùng cao có nơi dưới 18 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa trời nhiều mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ ở mức thấp hơn từ 26 đến 29 độ. Đến chiều và tối, mây dông sẽ phát triển nhanh và gây mưa rào. Mưa dông rải rác ở hầu khắp các tỉnh thành như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ có nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đến tối và đêm mai, trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các tỉnh thành như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực phía nam của Đắk Lắk và một số khu vực ở Đắk Nông, Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào, mưa dông với lượng mưa vừa, có nơi mưa to vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác tại hầu khắp các khu vực của Tây Nguyên cho tới ngày Chủ nhật. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào các buổi chiều và buổi tối. Từ ngày thứ Hai tới, mưa sẽ giảm. Tuy nhiên, những cơn mưa rào có thể xuất hiện rải rác trong những ngày sau đó. Về nền nhiệt độ trên toàn khu vực của Tây Nguyên sẽ ổn định. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 33 độ và sẽ duy trì trong những ngày tới. Khu vực Nam Bộ trong tối và đêm nay, trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác ở một vài nơi như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Sóc Trăng, một số khu vực của Đồng Nai và khu vực ven biển của Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Các khu vực còn lại của Nam Bộ trời tạnh ráo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai ban ngày trời có nắng, mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác vào buổi sáng tại một số khu vực miền Tây Nam Bộ, nhất là khu vực của Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vịnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang. Đến chiều và tối mai, những cơn mưa rào và mưa dông sẽ diễn ra rải rác ở hầu khắp các tỉnh, thành của miền Đông cũng như khu vực của miền Tây Nam Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào, mưa dông và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có thể diễn ra rải rác tại hầu khắp các khu vực của miền Tây cũng như miền Đông Nam Bộ. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra vào chiều và tối và có thể kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.